Lời đầu tiên, Hoàng Phúc gửi lời chào đến tất cả các bạn khán giả đang đón xem podcast Positive Vibe Progressive Life. Đây là một podcast với chủ đề chính là Positive Thinking nằm trong chuỗi podcast của chương trình Gen D Gen G, chuỗi hoạt động nâng cao kỹ năng mềm dành cho sinh viên do Ban phong trào đoàn viên ISB, ISB Event Team tổ chức và được phát sóng định kỳ trên fanpage Ban phong trào đoàn viên ISB, ISB Event Team. Bên cạnh đó, các bạn có thể tiếp tục ủng hộ podcast bằng cách đó chính là hãy lên trên Spotify và tìm và đón xem các tập podcast nhé. Và sự ủng hộ từ các bạn chính là một nguồn động lực vô cùng to lớn để chúng tôi có thể sáng tạo thêm và phát triển thật là nhiều chủ đề vô cùng thú vị trong tương lai. Đến với tập podcast của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nói về một chủ đề tuy không là quá mới nhưng cũng chưa bao giờ là cũ đối với những con người sống trong một thời đại của ngày hôm nay. Đó chính là Positive Thinking, mà một cái cụm từ mà chúng ta thường nghĩ rằng đó chính là sống và tư duy tích cực. Nhưng ở Phúc nghĩ rằng một cái lý do mà khiến cho chủ đề này chưa bao giờ là cũ đối với con người hiện tại, đó chính là bởi vì mỗi lần chúng ta nhắc tới cụm từ này thì con người chúng ta lại có những suy nghĩ khác nhau, đặt nó ở những tầng nghĩa khác nhau và với những cái thái độ rất là khác nhau. Và hôm nay, một lần nữa, Positive Thinking lại được ISB Event Team, Ban phong trào đoàn viên ISB Event Team đem về tiếp tục nói lên, tiếp tục mổ xẻ, tiếp tục chia sẻ những câu chuyện liên quan tới chủ đề này. Và thực sự là hân hạnh cho chúng tôi khi hôm nay được gặp gỡ và mời về đây là một diễn giả vô cùng là có một cái vibe mà nó không thể nào mà phù hợp hơn cho buổi podcast ngày hôm nay. Xin mời anh Ngô Hữu Hải. Hello em. Dạ, em cảm ơn anh. Thực sự là thân hạnh của tụi em. Tại vì đồng hành với tụi em đó chính là anh Ngô Hữu Hải, hiện đang là giám đốc kinh doanh của GDL, GSC, công ty truyền thông hàng đầu Việt Nam, tiên phong trong lĩnh vực xây dựng cộng đồng với thế mạnh tuyệt đối về phát triển và quản lý trên mạng xã hội. Và hôm nay anh sẽ là người như một người anh đến đây một cách mà cởi mở nhất, tạm gọi là hoan hỷ nhất để chia sẻ với tụi em về những chủ đề xoay quanh về chủ đề hôm nay, đó là Positive Thinking. Và một lần nữa, tụi em xin được cảm ơn anh thực sự vì đã cho tụi em được những giây phút rất là quý báu. Và đương nhiên bây giờ thì những bạn đang xem video ngày hôm nay, những bạn đang nghe podcast và kể cả em nữa, em cũng đang rất tò mò là anh có thể nào chia sẻ thêm một chút về bản thân mình được hay không? Như em cũng giới thiệu rồi thì anh là Hải, anh là giám đốc kinh doanh của GDL. Thì có thể nói về từ GDL á, thì có thể mọi người chưa biết GDL là ai, là gì. Nhưng mà để anh nhắc tới một số cái cộng đồng mà tụi anh đang làm thì chắc mọi người sẽ biết rất là rõ. GDL có Ghiền Đà Lạt, một cộng đồng du lịch rất là nổi tiếng ở Việt Nam này rồi. Thì tụi anh có Việt Nam ơi, cũng là một cộng đồng du lịch mà văn hóa thì cũng rất là được các bạn trẻ yêu mến. Ngoài ra thì tụi anh còn có những cái group về dành cho giới trẻ, dành cho Gen Z, như là Ở Nhà Cô Thấy Bà, Cuộc Sống Gen Z này, vân vân, rất là nhiều. Đâu có đó khoảng 80 đến 90 cộng đồng như thế. Và mỗi cộng đồng nó mang một cái vibe, một cái xu hướng mới nhất và có thể là để đem đến những cái trải nghiệm mới cho các bạn trẻ tham gia vào đây. Cho phép em được bắt tay anh thêm một lần nữa, em rất là thích những cái cộng đồng của anh đã xây dựng. Cảm ơn anh đã tạo ra những cộng đồng mà khiến cho tụi em có một cái sân chơi vô cùng là bổ ích. Vì vậy anh đã dành cho tụi em những cộng đồng, những sân chơi. Thì đương nhiên để mà đáp trả lại sân chơi của anh thì hôm nay mở đầu của buổi trò chuyện ngày hôm nay, chúng em có chuẩn bị sẵn đó chính là những câu hỏi nho nhỏ thôi thì liên quan tới cũng là tư duy tích cực của cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Yêu cầu trò chơi đơn giản lắm, anh chỉ cần trả lời một câu hỏi trong vòng 10 giây. Nếu anh trả lời qua được 4 câu hỏi thì anh đã vượt qua được thử thách. Okay. Đơn giản mà đúng không anh? Và chúng ta hãy đến với câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay. Đó chính là, anh ơi, khi mà mình chán nản á, mình buồn bực, mình cảm thấy mình mất động lực á, thì anh thường nghe bài nhạc nào? Thực ra anh không có bài nhạc nào gọi là thường nghe. Anh nghe tất cả mọi thứ. Ví dụ như là
khi mà anh mở một cái Spotify của anh ra, anh sẽ có một cái list anh thường hay nghe, nhưng mà khi mà anh đang cảm thấy bị down mood hay là chán nản thì anh cứ bấm vào playlist bất kỳ và nó chạy bài nào nghe bài đó thôi. Miễn sao là có một cái âm nhạc nó chạy trong đầu mình là mình cảm thấy nó nhẹ nhõm rồi. Không có bài nhạc nào cố định hết. Coi như đó là một cái công cụ rồi. Đúng rồi. Nên là chỉ cần chạm thấy âm nhạc là trái tim mình tự rung lên, cái tự nhiên mình cảm thấy mình được healing, mình được đúng, mình có sự rung động với âm nhạc. Vậy thì hãy đem với sự rung động đó đến với câu hỏi số 2. Đó chính là một việc anh thường làm khi mà anh cảm thấy áp lực. À, đi du lịch, đơn giản thôi, đi du lịch. Là mình thấy mệt là mình đi du lịch. Nên là mình đem đam mê đó mình xây nên những cộng đồng như Việt Nam ơi. Cũng có thể, tại vì cái việc anh đi du lịch thì cũng có thể gọi là đến với những cái vùng đất mà tụi anh đang làm cộng đồng, ví dụ như Đà Lạt nè, Đà Nẵng nè. Việt Nam ơi thì là khắp đất nước mình rồi, thì anh vẫn rất là thích các cái nơi đó. Đặc biệt là anh rất là thích Côn Đảo. Anh thật ra mỗi lần mà anh down mood nhất thì anh lại chọn Côn Đảo. Không vì lý do gì cả, anh chỉ ra đó và anh đứng ở trên cầu tàu và anh nhìn ra biển thôi. Giống như là không cần một bài nhạc cụ thể thì mình làm gì cần một nơi cụ thể để mình đi. Vậy thì bây giờ em có một câu hỏi cụ thể hơn, em nghĩ là anh sẽ trả lời cho tụi em một cách cụ thể hơn. Đó chính là một câu nói anh tự động viên bản thân khi cảm thấy bị mất đi sự lạc quan, tự tin ở bản thân. Tự động viên hả? Thì ra anh có nhiều câu nói, nhưng mà cái câu nói mà anh hay gọi là tự định nghĩa cho mình thì anh nghĩ là cuối cùng thì là mọi chuyện nó sẽ ổn, nhưng mà nếu chưa ổn thì nó chưa phải cuối cùng. Vậy em có hiểu không? Cái câu đó. Bây giờ ví dụ như là em không hiểu đi, giờ anh có thể nào em thay mặt những người sẽ xem podcast này thì anh có thể nào nói rõ hơn một chút xíu về câu nói của mình không? Tất nhiên là trong bất kỳ một cái việc gì đó, một cái sự việc gì đó diễn ra, ví dụ như đại dịch vừa rồi của mình thì anh nói về rất cụ thể luôn là đại dịch, thì đâu đó tới bây giờ nó đã ổn. Khi mà nó nổ ra mọi người rất là hoang mang, rất là cảm thấy sợ hãi các kiểu, nhưng mà rồi cuối cùng nó sẽ ổn. Và rõ ràng là bây giờ nó cũng đang ổn dần rồi. Và anh nghĩ sớm thôi, chắc tầm khoảng vài tháng, nhiều lắm một năm nữa là mọi thứ nó sẽ trở lại bình thường. Thì cái câu nói của anh là cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn. Và mình sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường, quay trở lại những cái niềm đam mê của mình. Đặc biệt giống như anh, niềm đam mê của anh du lịch, và anh sẽ được đi du lịch trở lại. Vâng, vậy là rõ ràng qua ba câu trả lời vừa rồi thì anh rõ ràng một cái tinh thần, một cái khối năng lượng rất là tích cực tỏ ra từ anh luôn. Nào là không cần một nơi đến cụ thể, không có một câu nói cụ thể. Có câu nói cụ thể, xin lỗi anh nha. Có một câu nói cụ thể, rồi không có một bài hát cụ thể, không có một nơi đi đến cụ thể. Nhưng mà em nghĩ rằng có một cái còn cụ thể hơn nữa. Đó chính là một con người tự như một cái bệ đỡ, cái tinh thần ôm lấy mình vào lòng khi mà mình cảm thấy mệt mỏi. Anh có thể là chia sẻ một chút xíu người đó là ai không? Ôm lấy thì không, nhưng mà anh nghĩ là một người mà anh nhìn vào để anh, để cho anh cảm thấy mọi chuyện nó nhẹ nhõm hơn, mà khiến cho anh phải tích cực trở lại khi mà mọi thứ nó không như ý muốn, thì đó là mẹ anh. Thì mẹ anh thì rất là lo cho anh từ lúc nhỏ, cũng rất là khổ các kiểu. Nhưng mà khi mà anh nhìn lại thì cả một cái quãng đường đó thì mẹ anh đi thì cũng chưa có được nhận được lại những gì xứng đáng, cho nên tất cả những gì anh làm thì anh đều nhìn về mẹ anh và anh dành cho mẹ anh nhiều nhất. Vâng, em cảm ơn anh. Và ai có muốn sẵn tiện đây anh gửi lời cảm ơn nào đến bác, một người đã truyền cho anh một năng lượng rất tích cực, đang truyền đến cho thế hệ tụi em một lần tích cực đó không? Nếu mà nói thì tại anh thì ở nhà anh không có gọi mẹ là mẹ mà cứ là má. Anh xin lỗi anh, cho giúp cho em bắt nghe cái anh phải người miền Tây không? Không, anh là người Hoa, gốc Hoa. Hoa. Để rồi. Thì nếu mà nói với má thì chờ con vài bữa là con đem tiền về cho. Vâng, một lời hứa hẹn mà con có vẻ như là người mẹ nào cũng sẽ muốn người con trai của mình nói với họ, và mẹ ơi con cũng sẽ đem tiền về sớm cho mẹ thôi. Và chúng ta không dòng do nữa, chúng ta sẽ vào thẳng này thì phần này, và có lẽ như phần vừa rồi cũng đã khiến cho các bạn xem podcast cũng giống như em có thể hiểu rõ hơn anh rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy đến với câu hỏi đầu tiên. Thì không biết á, anh Hải có công nhận với em không nha, vạn vật vạn thứ luôn trên trong cái cuộc sống này á, nó có một ý nghĩa là do mình tự tạo ra ý nghĩa cho nó, chứ không phải là khi mà nó vừa được sinh ra nó đã có cái ý nghĩa đó. Thì giống như cái cụm từ positive thinking vậy đó. Khi mà nói tới á, bây giờ xã hội người ta thường nghĩ trong đầu là chắc là nó là
tư duy tích cực, sống tích cực, nhưng mà riêng trong từ điển của anh thì anh nghĩ như thế nào mới là positive thinking? Thì theo như anh, positive thinking mà suy tư duy tích cực dẫn qua mình như là mình để mọi thứ nó đi đúng cái quỹ đạo của nó thôi, là không có đặt nặng quá, cũng không có nâng nó tức là không đè nó xuống, cũng không nâng nó lên, thì mình cứ để nó đi đúng quỹ đạo của nó. Mọi thứ như em nói từ ngày đầu rồi, mọi thứ sinh ra nó đều có một cái ý nghĩa riêng đúng không, thì nó cứ đi thế mà nó đi thôi. Mình đừng có bị nó, những cái không liên quan tới mình chi phối mình. Thì anh nghĩ đó là một cái tư duy mà dễ dàng nhất để mọi người tiếp nhận là positive thinking là gì. Rõ ràng chúng ta vừa được nghe một định nghĩa rất là mới của anh Hải đây về cụm từ positive thinking. Và đối với em nha, positive thinking đó, trong cái bối cảnh hiện tại thôi, trong cái giây phút đang ở đây thôi, đó chính là có thể vững tâm và có thể chèo lái được cái podcast này về tới bến. Tại vì em đang ngồi trước mặt em đây là một con người mà em rất là hâm mộ, và có thể nói rằng là em hâm mộ nhất ở anh đó chính là cái nguồn năng lượng tích cực, và anh đã dùng nó làm giá trị cốt lõi, làm nền tảng để xây nên những cộng đồng như anh đã chia sẻ là từ Việt Nam ơi, Viện Đà Lạt, Vũ trụ Gen Z, rồi còn là những tấm chiếu mới, những cộng đồng vô cùng tích cực với những giá trị từ thông tin hữu ích cho tới giá trị về mặt giải trí, nó đều rất là tốt cho Gen Z của tụi em. Nên là em rất là kiểu như là cảm xúc rất là dâng trào khi được ngồi đây với anh, nhưng mà em cũng phải kiềm chế nó lại. Và ngay đây em tự nhiên suy nghĩ liền ra trong đầu em có một câu hỏi như vậy: với một cái nguồn năng lượng, tạm gọi là một cái khối năng lượng nó quá lớn giống như vậy đi, từ nhiều cộng đồng, từ mấy triệu, từ 1,5 triệu, 1,3 triệu, 900, hơn 940.000 thành viên, là một nguồn năng lượng tích cực vô cùng là lớn, thì từng ngày anh có phải gồng mình lên để anh chèo lái cái sự tích cực của mình cho nó vẫn còn khớp với cái giá trị nguyên bản ban đầu hay không? Hay anh vẫn xem đó là một cái giá trị nguyên bản mà giống như cái việc mà anh phải thở hàng ngày thôi. Anh mở mắt ra là anh phải ăn sáng, rồi anh phải thở hàng ngày. Cái giá trị tích cực đó có khiến cho anh bị áp lực gì hay không? Thật ra mà nói, nó cũng không hẳn là một mình anh, mà với những cái cộng đồng này, đặc biệt là công ty cũng là có một anh gọi là CEO, anh Duy Nguyên, thì anh Duy Nguyên là một người cũng chèo lái những cái cộng đồng này từ những ngày ban đầu. Và rất là nhiều bạn làm về social, làm về quản lý các cộng đồng này, thì các bạn đó mới là những người thực sự là tích cực hơn anh rất là nhiều. Tại vì các bạn mới là người phải ngày ngày đối mặt với những cái boss, những cái thông tin, những cái mà các thành viên họ chia sẻ trên đó, thì làm sao để luôn giữ được cái mặt tích cực. Tại vì theo em biết đó, cộng đồng càng lớn thì nó sẽ gần như là nó một xã hội thu nhỏ rồi. Ở ngoài đời có gì là ở trên cái cộng đồng nó có cái đó, kể cả việc đánh nhau, cãi nhau, hay là up những cái bài liên quan đến máu me, chiến tranh các kiểu, thì anh cảm thấy các bạn làm sôi sò mới là những người chịu áp lực lớn nhất, chứ nó không hẳn là từ anh. Cho nên là anh cũng muốn dành sẵn đây, anh nhận một lời cảm ơn cho các bạn quản lý cộng đồng ở video. Cảm ơn các bạn. Vâng, và tiếp lời sự cảm ơn này, em cũng sẵn cảm ơn team media của anh Hải đã tạo nên một cộng đồng rất là tốt dành cho Gen Z, cho tụi em. Và có một sự thật đó chính là chính cộng đồng của anh luôn. Cái này là mình nói chuyện thẳng thắn với nhau. Chính cộng đồng của anh luôn và những người xung quanh thường ngày sẽ thường nói với nhau: ê, đừng có buồn nữa. Ê, sống tích cực lên đi. Nhưng mà nói cho cùng á, nói đi nói lại, nói sao hỏi cũng là dòng dòng gì, đừng buồn nữa, đừng khóc nha, ở đây kia, thì cuối cùng vẫn là hãy tích cực. Dường như á, cái việc mà phải sống tích cực á, đã và đang là một cái người ta gọi là cái kim chỉ nam trong cuộc sống luôn. Ha, anh ha. Thì không biết á, theo cái suy nghĩ của anh á, thì tại sao càng ngày càng nhiều người nghĩ rằng đã là con người thì phải sống tích cực? Thì em hỏi anh tại sao thì anh cũng không biết tại sao luôn. Nhưng mà anh nghĩ là cũng không hẳn đâu, tại vì đôi khi bản thân anh thì anh cũng phải tiêu cực hóa đi một tí. Có nghĩa là mình nhìn
mọi thứ nó màu hồng quá thì cũng không được, cho nên phải tự mình, bản thân mình phải kìm nén nó lại để nó cho nó mình, tức là mình nhìn cái hướng đó nó tích cực nhưng mà mình cũng phải nhìn một cái hướng là nó tiêu cực một chút để mình biết cái đâu là cái mình đang đứng và mình phải đi như thế nào cho nó phù hợp. Chứ mình cứ nhìn cái hướng tích cực mà mình cứ đâm đầu vào đó thì cũng chưa chắc là tốt. Cho nên là hãy tích cực đi thì có lẽ nó vẫn dành cho tất cả mọi người, nhưng mà cho cùng thì mỗi người sẽ có một cái nhận định về cái việc tích cực nó khác nhau. Bản thân anh thì anh muốn giữ hai cái đó phải cân bằng nhất có thể. Rõ ràng á, qua cái sự chia sẻ của anh Hải đây, một người đứng sau rất là nhiều cộng đồng tạm gọi là lấy tích cực làm bệ phóng, thì á, anh đã có một cái lời khuyên rất là khác, đó chính là hãy trả lại sự công bằng cho nỗi buồn và cả niềm vui. Vậy thì anh ơi, khi nào anh nhận ra rằng mình phải trả lại sự công bằng đó? Khi mà anh nhận thấy là mọi người đang bị gọi là ảo tưởng, hoặc là ảo tưởng. Dạ, ảo tưởng có lẽ là một từ mà nó dễ hình dung nhất cho mình. Dạ, vâng. Ảo tưởng sức mạnh, ảo tưởng sức mạnh là ảo tưởng về cuộc sống màu hồng tương lai. Đặc biệt là các bạn Gen Z, anh không đánh đồng tất cả nhưng mà có vẻ như thế hệ càng ngày sau thì các bạn tiếp cận thông tin nhiều rồi các bạn sẽ bị ảo tưởng nhiều, anh nghĩ là vậy. Cái thời của anh thì cũng như là không có nhiều quá nhiều thông tin để cho các bạn nghĩ là mình có thể học này học kia, mình cái gì mình những cái anh học trước đây thì anh vẫn phải đào sâu về nghiên cứu tự mày mò, thì anh cũng không biết là mình phải nhận những thông tin mới từ đâu, thì cũng phải từ từ mày mò, thì nó làm cho con đường của anh nó đi, nó cứ đi từ từ lên. Thì anh cũng không có sự ảo tưởng về bản thân nhiều, mà chính ảo tưởng đó thì anh nghĩ là các bạn nghĩ là tích cực nhưng mà tự nhiên nó sinh ra bằng ảo tưởng. Vậy thì á, cái xã hội mạng xã hội truyền thông ngày nay á, nói rất là nhiều về cái mặt tốt của sự tư duy tích cực. Nhưng anh có nghĩ á, sự ảo tưởng bản thân đó chính là một trong những cái mặt xấu, là rất là xấu của tư duy tích cực hay không? Và anh nghĩ rằng làm thế nào để các bạn trẻ nhận ra đâu là ranh giới giữa sự ảo tưởng về bản thân với tư duy tích cực? Ranh giới thì anh ra để xác định ranh giới thì đó là do bản thân mỗi người, mỗi người đặt ra một cái ranh giới cho mình. Mình biết mình đang đứng ở đâu, vị trí mình đang đang đứng ha. Cái việc mình đang làm, và kể cả mình phải nhìn ra xung quanh mình, mọi người đang với những cái bạn cùng trang lứa mình, các bạn đang làm gì. Sâu xa hơn thì mình cũng phải đi ra ngoài, mình nhìn lại những cái, không phải là những ví dụ như sinh viên các bạn mà ngồi chung giảng đường với nhau, các bạn nhìn thấy nhau mỗi ngày, nhưng mà đâu đó ở ngoài đường vẫn còn các bạn bằng tuổi mọi người và vẫn đang làm những công việc tay chân, vẫn đang phải đi lao động mỗi ngày để kiếm những cái đồng tiền và phải phục vụ cho cuộc sống, gọi là có bữa cơm qua ngày. Nhưng mà đâu đó cũng có các bạn đã đi rất là xa rồi, các bạn đi tới gọi là làm ở những cái tập đoàn nước ngoài rồi, có những cái du học, những cái học bổng, thì mình cũng phải nhìn cả hai hướng như thế. Thì mình mới đạt được cái ranh giới của mình biết mình đang đứng ở đâu. Chứ còn mình cứ nhìn theo cái một hướng và các bạn bên này đi xa quá thì các bạn sẽ bị tiêu cực. Còn các bạn nhìn bên đây mọi người vẫn đang lao động này nọ các kiểu, mình học như vậy mình quá giỏi rồi, thì mình sẽ bị ảo tưởng. Nhưng mà mình phải nhìn cả hai. Rõ ràng đó, cái ranh giới giữa cái việc mà ảo tưởng bản thân đó với lại tư duy tích cực là do mỗi người tự đặt ra. Và muốn nhận ra đâu chính là ranh giới đó, thì là phải phụ thuộc vô cái sự thực tế của bản thân. Vâng, vậy em cảm ơn anh. Và hồi nãy anh có nhắc tới một cụm từ, đó là cái thế hệ đi trước. Tự nhiên em nghĩ như vậy nè, hồi đó đó em nhớ là cái thời mà ông bà em á, cha mẹ em á, chắc là hơn anh một chút xíu, thì cái cụm từ mà positive thinking á không phải là chưa được biết tới, chỉ là nó mới chỉ dừng ở cái mức đó là được biết tới thôi, chứ không có được phóng đại và quan tâm quá mức như ngày nay. Vậy theo anh nghĩ á, tại sao cái thời đại Gen Z của tụi em nè, cái vấn đề positive thinking mới trở thành một vấn đề được bàn tán nhiều hơn? Đơn giản thì các bạn có nhiều kênh tiếp nhận thông tin thì các bạn sẽ thấy nó quan trọng hơn thôi. Cũng như là việc các bạn đi học chẳng hạn, các bạn có nhiều kênh để tìm hiểu. Học tiếng Anh thì các bạn có thể tự học được,
có thể xem ở đây, ở kia, YouTube hay là ở các cái nền tảng mạng xã hội khác. Nhưng mà đối với thời như của anh đi, hoặc là tuổi lớn một chút, là có thể là cỡ ba mẹ mọi người ở đây, lúc đó là thực là không, anh nghĩ là chưa có internet đâu. Nhưng mà thời anh làm, anh mới ra đường đi làm thì điện thoại trắng đen khá là nhiều, và thời anh cũng có cái điện thoại trắng đen 1280 cũng là đỉnh rồi đó, rồi đó, chớp như vậy. Đó thì làm sao anh tiếp cận được thông tin, thì tất cả những thông tin anh có được là nhờ báo giấy. Báo giấy thì nó thời điểm đó thì đó là một kênh truyền thông duy nhất mà anh có, hoặc là anh nghe từ phía những người xung quanh. Nhưng mà gọi là cái gọi là network của mình đi, cái mối quan hệ xã hội của mình đi, nó thu gọn lại trong khoảng 15-20 người thường xuyên tiếp cận, thì thông tin những người đó có bao nhiêu là mình có bao nhiêu thôi. Báo giấy họ đưa cái gì thì mình chỉ biết cái đó thôi. Thì làm sao để mình biết là có tư duy tích cực đã có tồn tại hay không, mà có được phóng đại hay không thì mình gần như không biết được. Nhưng mà tất cả những gì ở thế hệ này tụi em có thì ở thế hệ của anh đều có. Nó không khác gì cả, chẳng qua là tụi em có quá nhiều kênh thông tin và internet phát triển nhanh để các em tiếp nhận. Kể cả việc quay lại một chút về cái việc nó hơi gọi là tiêu cực một tí, là việc các bạn bị áp lực, các bạn phải tìm đến cái chết. Thật ra thời của anh nó vẫn có rất nhiều, nhưng mà mình không có kênh thông tin để người ta truyền thông ra, hoặc là không có đưa những cái link đó ra ngoài, thì coi như là mặc định các bạn trẻ sẽ nghĩ là tại sao thời đó có ai nhảy lầu đâu, mà tại sao bây giờ nhiều thế. Đúng, đều có cả. Tại anh biết, anh đi học anh vẫn thấy. Thì đó là do cái xã hội phát triển, internet phát triển, thì mọi người nâng tầm nó lên. Thì đó là... Dạ. Hồi nãy giờ anh nói có một cái lý do mà khiến cho positive thinking trở thành một cái lý do nó tràn lan, tạm gọi là tràn lan đi ha. Như ngày hôm nay, trong thời đại ngày hôm nay, đó chính là vì chúng ta có nhiều lượng, có quyền nhiều hơn về việc truy cập vô các trang mạng xã hội. Và nhắc tới trang mạng xã hội, tự nhiên em nghĩ như thế này, đâu phải là cái những cái sự mà tích cực này á, nó chỉ là em xin phép được dùng từ là hệ quả của các trang mạng truyền thông đâu. Mà anh có nghĩ rằng á, khi nhắc tới cái Gen Z ngày nay tràn lan trên mạng xã hội, sẽ là những cái cụm từ gì? Cá tính, dám nghĩ dám làm, quyết tâm, tài năng, tư duy mở. Đó chỉ là một vài từ khóa mà em gặp nhiều thôi. Và em nghĩ đã có những lúc nó vô hình chung nó trở thành một cái lồng, nó nhốt chính những cái bạn thế hệ Gen Z vào. Những cái lồng được dựng lên bởi những cái cây sắt, những cái sắt đó chính là những cái nỗi sợ phải thất bại, sợ lạc lõng, sợ cô đơn. Thì anh có nghĩ rằng từ góc nhìn của anh thì anh có nghĩ rằng chính những cái mà khuôn khổ, những cái rập khuôn của xã hội đè nặng lên Gen Z đã khiến họ càng ngày càng trở nên quan trọng hóa vấn đề tâm lý của bản thân? Có chứ. Tất nhiên là bây giờ mình internet đi, mình mở ra mình thấy bạn này, bạn A sinh năm 2005, kiếm được 100 triệu một tháng, bạn B 2004, làm ABC ông mày bà kia, thì nó cứ đập vô mắt mình. Mà thật ra với những cái bài đó, những cái post đó, nó được share rất là nhiều, rất là nhanh, nó viral lên rất là nhanh, thì nó tự tạo cái áp lực cho bản thân mình. Nhưng mà như anh nói á, tụi em nhìn hướng đó thì tụi em cảm thấy nó bị áp lực. Nhưng mà ngược lại, có bao giờ tụi em nhìn ngược lại ở với, tức là mình đang đứng ở đây, đứng giữa, nhìn lên lúc nào mình cũng thua, nhưng mà mình nhìn xuống đi. Các em được đi học ở đây, đúng không? Được tiếp cận những cái phương tiện thông tin truyền thông mới, hiện đại, ok các kiểu, nhưng mà đâu đó ngoài kia vẫn có những bạn đang phải đi lao động kiếm tiền hàng ngày, không có được một cái môi trường giáo dục tốt nhất, dù các bạn cũng rất là muốn. Đấy, thì như anh nói ngay từ lúc nãy rồi, mình phải cân bằng điều đó. Và làm sao để cân bằng điều đó thì không có cách nào khác là các bạn phải đi ra ngoài, các bạn trải nghiệm, các bạn đi đây đi đó. Đặc biệt là anh rất là khuyên các bạn là như cái thời của anh thì anh rất là thích hoạt động đoàn. Hoạt động đoàn, đi mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, từng tầng mọi thứ. Đặc biệt là anh rất là nhớ cái lúc mà anh đi xây dựng nông thôn mới, anh không biết bây giờ các bạn có còn làm những cái chương trình đó hay không.
Thì nông thôn mới thì anh vác những cái miếng đan bự vậy, xong rồi đi làm đường cho những cái vùng quê nghèo đó, hỗ trợ các bạn thanh niên ở dưới đó làm những cái về 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 xây dựng đường xá, xây dựng nhà cửa các kiểu đủ hết. Thì anh nhận thấy là với các bạn ở dưới nông thôn các bạn thiếu thốn rất là nhiều đó, thì nó làm cho anh cân bằng lại cảm xúc của mình, là không bị nhìn lên quá cao nữa, và mình cứ đi con đường mình đang đi là đi tốt nhất có thể là được. Rồi, cảm ơn anh. Vậy hồi nãy anh vừa nói cái trước mà anh hoạt động đoàn đó là anh đang ở cái lứa sinh viên phải không? Vậy thì cho em hỏi thêm là bên cạnh cái mặt tốt đó chính là cho chúng ta những người sinh viên và kể cả anh trong cái giai đoạn đó đó là thấy được là mình vẫn còn may mắn lắm, là của tư duy tích cực. Vậy còn ở cái còn cái còn cái còn cái mà kiểu như là còn cái mặt tốt nào đó mà anh thấy được positive thinking đã mang đến cho anh ở giai đoạn khi anh còn là một sinh viên không? Tại vì á, bất cách của chúng ta dù gì cũng là mấy bạn sinh viên nghe á, nên là tụi em thật sự rất là mong, giống như là anh đã kể rồi thì giờ anh kể thêm một, kể một chút xíu nữa, nó đã mang tới những cái niềm vui gì cho anh? Vui thì nhiều chứ, vui thì nhiều, mình giúp người ta là mình vui rồi đúng không? À, mình giúp được những người gọi là tạm gọi là khổ hơn mình đi, à, thì là đó mình là niềm vui của mình rồi. Trước mắt là như vậy rồi đó. Còn thực ra anh hoạt động đoàn là từ năm cấp 3, cấp 2 chứ hả, cấp 2 là mình đã vô đoàn rồi đúng không ta? Nó lớp 7, anh nhớ là lớp 7 bắt đầu là vô đoàn, mà thấy là chơi chơi liền, hoạt động liền, không định làm hoạt động tới lúc đi học cấp 3 rồi đại học các kiểu là cũng đi làm. Rồi không là bên cạnh cái việc mà tư duy tích cực mà mình giúp những người mà hoạt động đoàn á thì nó có khiến cho anh, nó có là một động lực để anh làm một cái gì đó đúng không? Nếu mà mình muốn giúp người thì đâu mình còn nó còn động lực cái gì đó nữa không, giống Đó, động như lực, động lực lớn nhất mà khiến cho anh phải hoạt động, tức là anh gặp được rất là nhiều các bạn xung quanh anh và mở rộng rất là nhiều mối quan hệ, cái đó cũng là cái động lực cho anh. Thực ra những cái đó nó đều giúp ích cho anh sau này rất là nhiều, ví dụ như là nó thẳng ra là giúp cho anh chịu cực chịu khổ, nhậu bò, nhậu bò. Tại vì vậy. mình đi đi hoạt động đoàn anh biết là hoạt động đoàn rất cực, không không thể nào gọi là vui thì có vui nhưng mà siêu cực siêu khổ đó, thì nó rèn mình cho tính mình là mình trâu bò hơn, mình chịu đựng được nhiều hơn kiểu vậy. Thì đó cũng là một mặt mà anh nghĩ là thời điểm đó anh đi hoạt động thì anh rất là được, thậm chí là tới bây giờ có một số anh em trong đoàn thời anh hoạt động cấp 3 anh vẫn còn liên lạc. Thì đó chính là cái được lớn nhất của anh tới bây giờ là cái mối quan hệ. Thì đâu đó có những anh để làm rất là cao rồi, và như cái thời của anh có một số anh chị cũng đang làm ở thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh mình nè. Đấy, thì tới bây giờ thì anh nói chung là không không có liên lạc quá nhiều nhưng mà vẫn vẫn còn những cái mối quan hệ. Và rõ ràng á, cái tư duy tích cực á, nghe thoạt đầu á, nó chỉ là thúc đẩy anh Hải đi tham gia đoàn thôi, nhưng rõ ràng những cái thứ mà nó mang đến nó thật sự là một cái giá trị dài lâu. Đó chính là từ cái việc tư duy tích cực, cái muốn tham gia đoàn, từ tham gia đoàn cái mình có được nhiều cái networking nè, rồi xong rồi cái từ đó là mình có thể trau dồi, mình rèn luyện về cả tư duy, về về mặt cả cái thể xác của mình luôn, là càng ngày mình càng trưởng thành, đúng nghĩa là trưởng thành. Vậy rõ ràng tư duy tích cực đúng là rất là cần thiết. Đúng. Nhưng em anh với em ở đây nãy giờ nói chuyện với nhau đó, với tư duy và với tâm thế là những người rất là tích cực và chỉ đôi khi chúng ta tiêu cực thôi. Nhưng trong cuộc sống này và cụ thể là sinh viên ngày nay như anh cũng đã nói, tiếp cận được thông tin nhiều hơn nên là tiêu cực cũng nhiều hơn, Đúng. áp lực cũng nhiều hơn, và thậm chí em thấy có những người từ chối tiêu từ chối tích cực trong mọi hoàn cảnh luôn. Họ từ chối giống như anh nói, anh chỉ từ chối khi mà anh cần cái sự cân bằng lợi, anh cần trả lại cái sự công bằng cho niềm vui và nỗi buồn. Nhưng em thấy xung quanh em có những con người từ chối hẳn cái việc được vui, được tích cực luôn, thì anh nghĩ là các bạn đó có nhận ra là mình đang bị tiêu cực hóa không? Ra thì anh nghĩ không ai sinh ra hoặc là lớn lên mà tự nhiên nó như vậy hết á. Cũng như mình nay tích, nếu mà em nói suy nghĩ tích cực thì cũng không ai sinh ra là tích cực đâu. Nhưng mà tiêu cực thì tại sao như vậy? Thì có thể là với những bạn đó các bạn sẽ gặp một cái biến cố gì trong cuộc sống của mình, hoặc là một cái thậm chí là bị ba mẹ chỉ trích
Và những người xung quanh cứ chỉ trích mình và làm cho các bạn mất đi sự tự tin của mình, và các bạn không thể nào nghĩ tích cực hơn. Thì cái việc anh nghĩ là chính các bạn phải là người tự giúp mình thoát ra, chứ rất khó để mọi người giúp thoát ra. Như thế nào thì như nãy anh nghe nói rồi, mình phải đi ra ngoài, mình phải tìm những cái hoạt động cho mình, thì mình từ từ dần dà mình sẽ gọi là hòa nhập lại với xã hội. Anh nói hòa nhập thì có vẻ nó hơi ghê, nhưng mà thực sự là nó như vậy. Tại vì bạn anh tiêu cực thì về lâu về dài anh chắc chắn nó sẽ dẫn đến cái bệnh trầm cảm, mà trầm cảm bây giờ rất là nguy hiểm và có thể gọi là các bạn tìm đến cái chết bất cứ lúc nào. Thì cũng anh nghĩ là cho nên để có một lời nhắn nhủ với các bạn này, thì cho dù như vậy chăng nữa thì mình vẫn là mình thôi. Ai chỉ trích mình đi chăng nữa thì đôi khi nó cũng chỉ có thể ba mẹ, ví dụ ba mẹ mình thì muốn mình tốt hơn, thì muốn mình cố gắng hơn, nhưng mà mình đã cố gắng hết sức rồi thì mình hãy chấp nhận điều đó và mình cứ là mình là được. Nói thì có vẻ dễ nhưng mà anh nghĩ là nó cũng khó hết. Thì rõ ràng cái podcast Positive Thinking này chúng ta không chỉ hướng tới những bạn thực sự sống tích cực, muốn tìm hiểu thêm mình đã tích cực như thế nào, mà còn hướng tới cả những bạn đang tiêu cực và đang tìm đường hướng để đi ra khỏi con đường tiêu cực đó. Tìm đường hướng thì có thể là mọi người, nếu mà mọi người biết, mọi người cũng nên giúp các bạn đó. Kéo các bạn đó ra khỏi cái vũng lầy đó. Có thể có những chuyện các bạn không chia sẻ được, nhưng mà mình ở trên vai trò là bạn bè thì mình cũng không nhất thiết là bạn nói, các bạn có thể kể ra cho mình tất cả những cái mà các bạn đang gặp. Chỉ là mình rủ nhau đi uống cà phê, rủ nhau đi chơi, rủ nhau đi làm này làm kia nè, là tự nhiên các bạn sẽ cảm thấy thực ra trong cuộc sống mình vẫn có những người quan tâm đến mình, cũng có những người muốn chơi với mình, chứ không phải là chỉ có bốn bức tường. Thì tự nhiên lúc đó các bạn sẽ dần dần mà lấy lại sự tự tin của mình, và các bạn sẽ hòa nhập lại với mọi người. Mà quan trọng nhất vẫn là nếu các bạn đã có positive thinking rồi, đã tích cực rồi, thì hãy giúp đỡ những người xung quanh trở nên tích cực. Thì đó là một cái gì đó rất là đáng trân trọng. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Và em thay mặt kể cả những bạn sang sống có hơi bị tiêu cực, cảm ơn anh. Nhưng mà anh ơi, hồi nãy á, anh có nhắc đến có hai cụm từ. Một cụm từ á, là bạn bè, một cụm từ nữa là trầm cảm, khiến cho tụi em thực sự là bị nảy trong đầu. Có một cái câu chuyện của một cô bạn em như thế này. Có nghĩa là hôm đó là một cái buổi tối rồi, em chuẩn bị đi ngủ. Thì như một thói quen thôi, em sẽ thường lướt story trên Instagram á. Thì em thấy cái story của cô bạn em á, nó nói rằng là nó đang bị depressed, là bị trầm cảm. Em bị bất ngờ, tại vì tụi em chơi với nhau từ năm lớp 6, mà em thấy là cô bạn này lúc nào cũng rất là tích cực. Tự nhiên một hôm bạn nó đăng lên như vậy, rồi xong rồi em mới rất là lẹ, em mới read cái story đó, và em mới nhận ra rằng là bạn đó đang bị vướng vào một cái hiện tượng mang tên là tích cực độc hại. Có nghĩa là bạn đó lúc nào cũng tỏ ra là mình đang rất là ổn. Ai đụng tới thôi tao ổn mà. Lúc nào cũng tươi cười, nhưng mà em cảm thấy em cũng không được xứng đáng là bạn của bạn đó cho tới cái giai đoạn đó, tại vì không nhận ra rằng bạn mình đã tới cái mức trầm cảm, tại vì bị dồn nén nó quá lâu. Thì anh ơi, anh có thể nào nói ra một chút xíu, đó chính là cái sự mà lúc nào cũng tươi cười á, mà nó giấu đằng sau đó chính là sự độc hại, là cái sự mà tiêu cỡ nó độc hại như thế nào? Thì anh không phải là bác sĩ nha, không phải là tâm lý, nhưng mà anh nghĩ là những bạn trầm cảm không bao giờ nói được mình trầm cảm rõ ràng. Thì bạn còn nói được là bạn trầm cảm thì tức là bạn chưa có trầm cảm, theo như anh nghĩ là như vậy. Cho nên là đâu đó thì bạn vẫn có những cái suy nghĩ nó cũng không đến mức là, có thể là bạn đang bi quan một vấn đề gì đó thôi. Cũng không chắc là bạn đang gọi là bị tích cực quá mức là tự nhiên phải thể hiện, tức là dùng gọi là gì ta, có lớp mặt nạ hay là cái gì bọc bên ngoài, cái gì cái vỏ bọc đi, cảm ơn cái vỏ bọc nha, cái mọi người cái vỏ bọc bao bọc bên ngoài là tươi cười rồi vui vẻ, bên trong thì cũng có thể có những bạn như vậy đó. Nhưng mà đôi khi các bạn đang bị bi quan một vấn đề gì đó ở giai đoạn đó thôi, chứ không hẳn là đều là tạo vỏ bọc suốt ngày suốt đêm như vậy đâu. Thì như anh vẫn nói thôi, mọi người vẫn phải trò chuyện với nhau nhiều hơn, giúp bạn thoát ra khỏi những cái suy nghĩ bi quan đó, có thể đó là tạm thời, giúp cho bạn trở lại cuộc sống. Thì anh nghĩ là sẽ làm được. Còn
trầm cảm thực ra đã gọi là trầm cảm thì các bạn sẽ không bao giờ nói chuyện với kỳ ai, không có một cái hoạt động gì trên mạng xã hội trừ khi bị Facebook nó lóc thôi chứ còn Facebook còn hoạt động mà chẳng muốn chia sẻ gì. Dạ vâng, vậy em cứ cảm ơn anh. Và bây giờ thời lượng của không còn dài, bây giờ nếu mà được gửi gắm một vài lời cuối cùng đến khán giả, đến quý khán giả, thính giả đang nghe podcast của chúng ta, thì anh muốn gửi gắm điều gì đến các bạn? Điều gì hả? Ừ. Cái điều mà anh muốn mọi người là hãy luôn là chính mình thôi, như anh vừa nói lúc nãy rồi, hãy luôn là chính mình. Mỗi người đều có một cái mục tiêu, một cái ước mơ, mình cứ cố gắng mình thực hiện cái mục tiêu đó, thực hiện cái ước mơ đó. Có thể cái con đường mình thực hiện đó nó sẽ phải đi đường này, đi đường kia, hoặc là thậm chí là nó đứng lại một thời gian, nó bằng một cách nào đó mình phải chững lại. Nhưng mà mình cũng đừng bao giờ từ bỏ cái ước mơ, đừng bao giờ từ bỏ cái mục tiêu, mình cứ nhắm thẳng mà đi, nhắm thẳng mà đi đó, xuyên qua nó, xuyên cứ qua cứ đi. Và có thể là nó có một những cái lúc mà bị down mood và mình phải cảm thấy là chắc mình không đi tới đó được đâu, thì ok, cứ dừng lại, cứ dừng lại làm một cái chuyện gì đó khác cũng được, và sau đó mình lại đến mục tiêu đó mình đi tiếp. Thì đó là lời khuyên của anh, và như ban đầu anh cũng đã nói rồi, cuối cùng thì mọi chuyện nó sẽ ổn thôi, nếu chưa ổn thì chưa phải cuối cùng. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Và rõ ràng á là trên mạng có một cái meme, có lẽ những người đồng đồng của anh thì cũng sẽ biết cái meme này thôi, đó chính là có một người hỏi một nữ rapper rằng làm thế nào để vượt qua được khó khăn trong cuộc sống. Cô ấy nói rằng chị không vượt qua nó, chị đâm thẳng vào nó. Thì rõ ràng nghe thoạt qua thì chúng ta nghĩ đó là một cái meme khá là vui thôi, nhưng mà rõ ràng đôi khi chúng ta phải trực tiếp đối mặt với nỗi buồn của bản thân, với sự tiêu cực của bản thân để có thể tích cực trở lại. Và đó cũng chính là những giá trị mà rõ ràng anh Hải đã là một người ôm lấy, một người phát triển, một nguồn năng lượng tích cực vô cùng dồi dào. Rõ ràng các group của anh xây dựng đã thực sự rất là dồi dào nguồn năng lượng tích cực, nhưng anh lại không khuyên chúng ta rằng hãy loại bỏ sự tiêu cực. Anh lại khuyên chúng ta rằng nên nhìn thẳng vào cái sự tiêu cực đó và nói với nó rằng cái nào cuối cùng là mọi chuyện sẽ ổn. Đúng, cái nào cuối cùng là mọi chuyện sẽ ổn, cái nào mà chưa ổn chưa phải là cuối cùng. Cái nào chưa ổn chưa phải là cuối cùng nha mọi người ơi. Và dạ vâng, em xin thay mặt các bạn khán giả cảm ơn những lời nhắn nhủ vô cùng chân tình đến anh. Thì đến nay á, là thời lượng podcast cũng đã hết rồi. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mong rằng những chia sẻ của anh có thể tiếp thêm sự tích cực cho các bạn nè, cũng giống của cho các bạn đang tích cực, và là một con đường nào đó cho các bạn đang bị tiêu cực trong cuộc sống. Và một cụm và positive thinking á, sau buổi hôm nay mong rằng mọi người hiểu rằng nó không chỉ là tư duy tích cực một cách thái quá, không phải là tích cực độc hại, mà đôi khi cần thiết đó chính là sự tiêu cực bi quan. Thì chúng ta nói chung là những cái cụm từ đó nó chỉ là một cái gì đó nó bị thổi phồng quá mức lên của truyền thông mà thôi. Do là chúng ta tiếp cận được truyền thông nhiều hơn nên là chúng ta mới cảm thấy bi quan nhiều hơn, chứ tiêu cực thì thời nào mà không có. Vì vậy ở đây thời của anh Hải đã có những tiêu cực, và anh vẫn đang ngồi ở đây để truyền lại sự tích cực cho thế hệ của chúng ta. Vậy tại sao thế hệ của chúng ta lại bị nó làm trùng bước, phải không mọi người? Còn bây giờ tụi mình ban phong trào đoàn vị ISB Event Team và anh diễn giả vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, anh Ngô Hữu Hải, xin chào và hẹn gặp lại. Chúng mình xin gửi lời cảm ơn đến đối tác chiến lược là quý công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện GDL, nhà tài trợ bạc là quý công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế HMB Việt Nam, và hai nhà tài trợ đồng là quý công ty Dolce&Ri và quý công ty Catus Ice Blended, đồng thời là năm đối tác bảo trợ truyền thông, đó chính là Whitebox, Ren Việt Nam, Advertising Việt Nam, E2Review và S Sáng Tạo. Sự đồng hành của các quý nhà tài trợ và các đối tác bảo trợ truyền thông là một nguồn động lực to lớn đã giúp đỡ chúng tôi có thể truyền đến giá trị của Chendi Chenchi đến với cộng đồng Việt Nam, và đó cũng chính là một nguồn động lực to lớn để chúng tôi có thể hoàn thành buổi podcast ngày hôm nay.